Hoa hậu Khánh Vân bức xúc gọi thẳng tên người mỉa mai cô ngủ một đêm có nhà, có xe. Để vấn đề này không đi quá xa và gây thêm những hiểu lầm không đáng có, Vân xin phép được lên tiếng để bảo vệ danh dự cho chính mình, Khánh Vân chia sẻ. Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái khá dài. Cụ thể, cô gọi thẳng tên người đã chia sẻ bài viết về cô với những từ dễ gây hiểu lầm. Cụ thể, người đẹp từng trả lời phỏng vấn từ năm 2020 về sự thay đổi trong cuộc sống của cô sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Trong bài phỏng vấn này, Khánh Vân chia sẻ, cũng thay đổi khá nhiều. Sau một đêm ngủ dậy, mình bỗng có nhà mới, xe mới. Trong hai năm đương nhiệm, Hoa hậu được ở nhà và sử dụng xe từ ban tổ chức. Mình có một ekip luôn bên cạnh, hỗ trợ. Và những áp lực từ từ tìm đến nữa, tôi đọc được nhiều lời bình luận, khen ngợi có, chê bai có. Thời gian đầu, thú thực tôi hơi buồn. Tôi tự hỏi sao mọi người lại nói mình như vậy. Mình cũng tổn thương, cũng biết đau lòng chứ. Nhưng sau đó, tôi bình tâm hơn. Tôi nghĩ theo chiều hướng tích cực. Những lời góp ý đó phần nào giúp tôi biết mình thiếu sót ở đâu để sửa chữa và cần cố gắng mỗi ngày. Điều tôi cần thay đổi nhất là phải tự tin để xử lý, ứng biến những sự việc xảy đến với mình. Tuy nhiên đến nay, người tên V đăng tải hình ảnh Khánh Vân và trích dẫn câu nói sau một đêm ngủ dậy tôi bỗng có nhà và xe mới. Kèm theo đó người này viết, ngủ như thế nào để được như này, chỉ cách cho anh với bé Vân ơi. Chia sẻ của người tên V đã khiến Khánh Vân trở thành tâm điểm bàn tán. Trước sự việc, Khánh Vân bức xúc. Vân muốn phản hồi vì không biết bài viết này của anh với mục đích gì. Đây là vấn đề Vân đã gặp phải vào năm 2020, khi vừa đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Khi bài phỏng vấn của Vân bị cắt xén câu chữ để giật tích trên mạng xã hội gây những hiểu lầm không đáng có. Hoa hậu nêu rõ, nhà và xe là giải thưởng của Tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam trao tặng cho Vân. Khi đạt được danh hiệu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019, đó là thành quả của những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của Vân. Phân thưởng này đã đồng hành cùng Vân trong suốt hơn 2 năm nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, gắn liền với Vân trong với rất nhiều kỷ niệm, xe giúp Vân đi đến những nơi cần mình giúp đỡ, đồng hành cùng Vân trên rất nhiều chặng đường ý nghĩa. Nhà là nơi Vân lưu giữ những kỷ niệm trong suốt nhiệm kỳ mà Vân không thể nào quên được. Và khi hết nhiệm kỳ thì phần thưởng đó tiếp tục được trao lại cho hoa hậu kế nhiệm, những giá trị mà Vân vô cùng trân quý. Để vấn đề này không đi quá xa và gây thêm những hiểu lầm không đáng có, Vân xin phép được lên tiếng, thứ nhất để bảo vệ danh dự cho chính mình. Thứ hai, Vân lên tiếng để khẳng định rằng Vân hoàn toàn không ủng hộ những tin giả, cố tình cắt xén câu chữ, định hướng theo chiều hướng tiêu cực bản thân vân đã từng là nạn nhân của vấn đề và câu chuyện này mạng xã hội là ảo nhưng những tin tức giả mạo gây ảnh hưởng đến danh dự và làm tổn thương người khác là thật vân cũng luôn hy vọng mọi người sẽ tiếp nhận thông tin sẽ được rõ ràng văn minh đầy đủ có kiểm chứng và không cổ suý cho những hành động bạo lực ngôn từ làm tổn thương người khác trên mạng xã hội hãy lan tỏa thật nhiều yêu thương và ngưng lan truyền những tin giả những tin tức tiêu cực chia sẻ của khánh vân thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng mọi người đều lên tiếng binh vực người đẹp và cho rằng tài khoản tên v đã đăng tải thông tin kèm bình luận kém duyên gây ảnh hưởng xấu đến cô hiện tại bài đăng nói trên đã không còn xuất hiện trên trang cá nhân của tài khoản tên v